mọi người, My đã trở lại đây. Và tiếp theo My sẽ tạo hình những em hải sản này bằng những em cát nhiều màu. Đầu tiên đó là bạn nghêu màu xanh nước biển, cho cát vào và lắp cho đều, và bằng cái khuôn hình con nghêu này. Và sau đó cuối cùng đã thành một em nghêu màu hồng. Trời ơi, nghêu màu hồng. Tiếp theo đó là em bạch tuộc màu cam, cứ thế mà cho cát vào, cho cát vào. Và cuối cùng cũng được một em bạch tuộc màu cam chói lóa. Bạch tuộc nhìn cưng chưa mọi người? Và tiếp theo đó là một em vịt màu hồng, cũng thế và cho cát vào, cho cát vào. Và tiếp theo những con vật khác cũng làm y chang như vậy. Trời, ta nói hả, cuối cùng thì đã có những em hải sản tươi rơi rối mà ăn mà không cần phải đến biển á mọi người. Có ai mà muốn ăn hải sản giống như mình mà không cần tới biển không, mà không cần ra chợ mua không? Mình làm cho ăn nè.